Chưa bao giờ các nhân viên y tế, các cán bộ chiến sĩ của tỉnh được huy động tập trung cao độ như thời gian này. Ở đó có những cống hiến thầm lặng, họ sẵn sàng gạt bỏ những lo lắng nguy cơ sang một bên để dốc hết sức lực ngăn chặn sự lây lan và cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2020, chúng tôi phản ánh về những tấm gương y bác sĩ trẻ tuổi, xả thân đương đầu với dịch bệnh. Trung tâm Y tế huyện Ân Thi, nơi hiện đang cách ly đối với 10 người thuộc diện F1, đòi hỏi công tác theo dõi và chăm sóc cần phải thực hiện thật chặt chẽ, cẩn thận. Và ở những tuyến đầu khó khăn ấy, trên mặt trận chống dịch COVID-19, có rất nhiều đoàn viên thanh niên, họ là những y bác sĩ còn trẻ, phải xa gia đình để có thể chăm sóc tốt nhất cho những công dân phải thực hiện việc cách ly. 14 ngày cách ly là từng ấy ngày kiếp trực của các y bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Ân Thi, phải theo dõi nhiệt độ, thăm khám và đảm bảo chế độ ăn uống, tập thể dục, chăm sóc sức khỏe tốt nhất để họ yên tâm, hợp tác, chống dịch. Bản thân mình cũng có gia đình, cũng có vợ, có con nhỏ. Vào đây nó cũng ảnh hưởng và xáo trộn đến cuộc sống gia đình rất là nhiều. Nhưng mà với sức trẻ và lòng nhiệt huyết quyết tâm của thanh niên tuổi trẻ thì là những nhân viên cán bộ y tế sẽ cố gắng làm sao phát huy tốt và luôn luôn thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được giao. Tại khu cách ly tập trung trường quân sự tỉnh, các cán bộ chiến sĩ trẻ tại đây đã hơn 30 ngày liên tiếp thực hiện việc cách ly cho trên 600 trường hợp trong cả nước trở về từ nước ngoài. Bên cạnh việc theo dõi, thăm khám sức khỏe đã dần quen thuộc, thì các chiến sĩ trẻ ở đây vẫn ngày ngày đều đặn nấu hàng nghìn suất cơm đảm bảo vệ sinh và đầy đủ chất dinh dưỡng để phục vụ tốt nhất cho các bệnh nhân. Mặc dù áp lực công việc tăng lên gấp đôi, thậm chí là không được đổi ca, thế nhưng họ vẫn sẵn sàng phục vụ từ việc ăn uống đến đảm bảo điện nước cho các công dân cách ly. Từ cái đợt dịch này về, tôi là túc trực 24/24, kể cả ngày hay đêm. Có một sự cố gì chúng tôi sẽ vào, mất điện trong đêm thì chúng tôi vẫn phải vào khắc phục luôn. Với tinh thần trách nhiệm là bảo đảm cơm chín nước sôi, đạt đúng tiêu chuẩn định lượng, bảo đảm chế độ dinh dưỡng cho bà con. Với tinh thần là người lính chúng tôi luôn trách nhiệm cao nhất để phục vụ và không quản ngại khó khăn khi nhiệm vụ trên giao cho chúng tôi. Không ai bị bỏ lại phía sau, câu nói mà nhiều nhân viên y tế, cán bộ quân y, chiến sĩ trẻ vẫn thường nói về những trường hợp không may phải cách ly liên quan đến dịch COVID-19. Và để làm được điều đó, họ phải là những người xông lên phía trước, chính là mặt trận không có tiếng súng. Ở đó, dù có những hiểm nguy, bất chắc, đầy sự nghi ngại, nhưng đằng sau tất cả chính là nụ cười, niềm tin dành cho họ, những chiến sĩ tuyến đầu trong tâm bão COVID-19.